thành phố Đà Nẵng chuyển sang tập trung điều trị cho các đối tượng rủi ro có nguy cơ cao, nên những người mắc bệnh ở thể nhẹ không có triệu chứng nếu đủ điều kiện sẽ được điều trị tại nhà. Để hỗ trợ cho nhóm đối tượng này, Bệnh viện 199 Bộ Công an đã thành lập các nhóm chăm sóc F0 tại nhà miễn phí, giúp bệnh nhân tiếp cận dịch vụ y tế sớm và nhanh nhất, yên tâm điều trị tại nhà. Chia sẻ với tâm lý lo lắng hoang mang của bệnh nhân, Bệnh viện 199 đã thành lập các nhóm chăm sóc F0 tại nhà miễn phí. Qua nhiều kênh như Zalo, Facebook, Smart Care, các bác sĩ sẽ nhanh chóng kết nối và hướng dẫn từng bệnh nhân cách theo dõi các chỉ số, tình hình sức khỏe tại nhà và các bài tập cơ bản để tăng cường sức đề kháng. Về vấn đề tâm lý, chúng tôi luôn tạo cho bệnh nhân một tâm lý rất là thoải mái. Chúng tôi chăm sóc bệnh nhân một cách tự nguyện và miễn phí hoàn toàn. Và chúng tôi tư vấn rất là rõ ràng về vấn đề bệnh tật như thế nào. Rồi nếu mà tình hình có diễn biến nặng thì chúng tôi sẽ kịp thời báo với lãnh đạo để xử lý như thế nào. Và nếu như có cái quy trình xét nghiệm theo đúng cái quy trình, đúng thời gian, chúng tôi sẽ tư vấn cho bệnh nhân. Bên cạnh là được bác sĩ tư vấn và có những gửi những cái tài liệu hoặc là những cái là tư liệu về cái F0 trực tiếp để cho bệnh nhân mà được hướng dẫn trong quá trình điều trị, thì qua đó thì bệnh nhân cảm nhận được, thấy rằng là mình rất là yên tâm, và người ta có một cái vấn đề gì mà ví dụ như khác thường hay là triệu chứng nặng hơn như thế nào là người ta chủ động, người ta gọi mình bất cứ lúc nào. Hiện tại có 200 y bác sĩ tại Bệnh viện 199 đang chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho khoảng hơn 800 bệnh nhân là các F0 đang điều trị tại nhà. Trước tình hình số ca mắc liên tục tăng cao, Bệnh viện 199 đang hướng đến tất cả các nhân viên y tế tại bệnh viện đều tham gia nhóm hỗ trợ này với mục tiêu có thể tiếp cận và tư vấn sức khỏe sớm nhất, nhanh nhất, giúp bệnh nhân yên tâm điều trị tại nhà. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam Trần Văn Minh, 44 tuổi, trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, để mở rộng điều tra về 16 vụ đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản giá trị lớn. Trước đó, từ cuối năm 2021 đến nay, khắp các quận huyện ở Đà Nẵng xảy ra liên tục các vụ trộm đột nhập lấy cắp tài sản, cá biệt có vụ xảy ra mất cắp với giá trị hơn 60 triệu đồng. Vào cuộc truy xét, phòng cảnh sát hình sự thấy nổi lên đối tượng Trần Văn Minh có 4 tiền án tiền sự, thời gian gần đây không hành nghề lái xe nhưng vẫn dư trả tiền bạc, nên quyết định triệu tập Minh để làm rõ. Ban đầu Minh quanh co chối tội, nhưng qua 2 ngày đấu tranh, lực lượng chức năng đã khiến Minh phải thừa nhận hành vi. Theo khai nhận, Minh điều khiển xe máy khảo sát kỹ các nhà dân và các tuyến đường định gây án, đặc biệt chú ý các vị trí có camera. Ban đêm từ 0 đến 4 giờ sáng, Minh cất xe máy từ xa, len lỏi trong các kiệt hẻm để tránh lực lượng tuần tra đêm và camera. Minh chỉ lấy các tài sản giá trị nhưng nhỏ gọn như tiền mặt, điện thoại, trang sức. Hiện ban chuyên án đã làm rõ 16 vụ đột nhập trộm cắp của Minh, đồng thời tiếp tục đấu tranh với các vụ trộm nghi vấn khác.